Tuy nằm trong danh sách đồng hồ thể thao, nhưng những thiết kế như Nautilus hay Royal Lux vẫn sở hữu những đường nét mềm mại và thanh lịch. Chính vì vậy, sự xuất hiện của chiếc Nautilus phiên bản nữ cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm. Đặc biệt, những chiếc đồng hồ này còn được trang trí thêm bởi nhiều chất liệu quý hiếm như chiếc Patek Philippe Nautilus 7118-1450R001. Chỉ cần nhìn qua, ta cũng có thể thấy rõ giá trị và sự quý giá của chiếc đồng hồ này. Toàn bộ vỏ đồng hồ được khảm nạm kính kim cương Brilliant Cut khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Để phù hợp hơn với cổ tay phái nữ, kích thước đường kính của chiếc Patek Philippe Nautilus 7118-1450R001 được giảm một chút còn 31,1mm. Những viên đá quý được chọn lọc kỹ lưỡng cả về kích thước lẫn độ tinh khiết, đảm bảo vẻ đẹp hoàn hảo nhất, xứng đáng với cái tên Patek Philippe. Bộ vỏ được chế tác từ vàng hồng nguyên khối, đem tới tông màu ấm nóng và làm cho những viên kim cương trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Càng nói dây được thiết kế rất thông minh, có cảm giác rằng sợi dây như được nối liền với vỏ đồng hồ. Trong thời điểm hiện tại, tất cả mặt kính của các thương hiệu lớn đều được chế tác từ tinh thể sapphire trong suốt và có độ cứng vượt trội. Mặt số của dòng Nautilus có những đường kẻ ngang rất đặc trưng, nhưng với phiên bản nữ thì những chi tiết này được uốn cong và tạo nên sự mềm mại. Tương tự như thế, bộ kim cũng được thay đổi một chút với phần đầu nhỏ gọn hơn. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.